Xin chào mọi người. Trong video này, Lê Quốc sẽ hướng dẫn cách tắt, mở máy đo môi trường không khí đa năng 850027 của hãng Spur Scientific. Bây giờ, xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết. Để mở máy, ta bấm nút Power ở ngay chính giữa, bấm một cái thả. Máy sẽ khởi động. Bấm giữ cho tới khi nào màn hình tắt thì nhả nút bấm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.